này thì chơi tả luôn lượng này. Đi ngã cầu nhiều thiên đường á. Rồi thấy cái đường gì đó về Long An 10 km nữa. Rồi cuối cùng chạy hoài. Chạy sao theo cái bản đồ Google Map á. Chạy sao đụng cái con sông. Rồi là có cái phà. Cuối cùng coi lại sông Vàm Cỏ Đông. Xe với người thu 4.000 đồng. Rồi chạy về. Chạy về theo Google Map chạy về cái hướng Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thêm cái đò, cái phà ngang nữa 4.000 nữa. Xong nó xong Vàm Cỏ Tây, coi như qua hai con sông. Rồi về được tới coi như cái kênh nổi gì đó. Rồi đi đường 827 827D. Rồi xong cái cuối cùng thấy đường 879 về địa phận Chợ Gạo Mỹ Phong, quá mừng luôn. Về được tới nhà. Đi được cái đường tắt né cái đường lớn, được quốc lộ chứ thực chất đi cũng vàng này, đường cũng chưa có đẹp. Buổi tối được ngồi ngoài trời mát, uống con nước ngọt tuyệt vời này lượng ơi.